Chào anh em, rất nhiều anh em đang cần một cái tính năng mà mình đang chuẩn bị giới thiệu cho anh em, có thể là một trong những chiếc xe đầu tiên mình lắp trên chiếc xe Fadi này, đó là gập gương và lên xuống kính. Đấy nha, mình thực hiện cho anh em này. Bây giờ mình sẽ khóa cửa lại này, gương gập lại nha. Tính năng này thì nó xưa rồi, nhưng mà cái tính năng này thì chắc chắn là anh em chưa thử. Đó là mình sẽ bấm này, mở, khóa, mở. Kính nó sẽ xuống hết. Đấy, kính nó xuống hết. Như thế là để điều hòa mát mẻ trong xe. Và rồi, bây giờ mình sẽ, cái tính năng này là, nó là phụ thôi, nhưng mà tính năng này là chính. Có nghĩa là bình thường ấy, chúng ta xuống xe và có thể là cái kính đằng sau này này, trẻ con thường xuống xe xuống kính, hoặc là nhiều lúc là mình xuống kính để cho nó mát mẻ, thế là mình quên. Thì bây giờ mình chỉ việc là bấm khóa cửa. Đấy nhá, mình sẽ bấm khóa cửa lại này, nó sẽ lên kính. Đó, như vậy là chúng ta sẽ không lo là mất đồ, mất trộm, mưa ướt. Và thêm nữa là chúng ta sẽ không lo bị va quệt cái gương này, bởi vì nó cụp lại rất là gọn. Và thêm nữa thì cái gương này nó cụp lại thì chúng ta nhìn từ xa là chúng ta biết là xe mình đã khóa, rất là yên tâm. Thêm một cái tính năng nữa mà cái bộ gập gương lên xuống kính này nó làm được, đó là hé kính. Hé kính nha, mình sẽ bấm này, mở, khóa, mở, khóa. Đây, nó hé một chút này, em quay lại. Nó hé một chút thôi. Thì hé như này thì không thể ai mà thò tay vào để lấy trộm đồ được. Hoặc là mình có thể hé thêm một chút nữa. Mình sẽ bấm này, mở, khóa, mở, khóa. Đấy, nó xuống một tí nữa thì tay như này thì cũng chưa làm được gì. Thì để cho trong cái trường hợp mà anh em muốn là cái kính của mình nó điều hòa không khí, nhưng mà do là mình ở trên tầng mà chung cư đi, ví dụ thế, thế là xe nó được điều hòa một chút, đỡ ngột ngạt. Một tính năng nữa mà mình muốn giới thiệu anh em, đó là lên kính và xuống kính một chạm. Bình thường cái chiếc xe này thì auto nó chỉ được một cái thôi. Ví dụ như đây, em quay sang đây. Đấy, thì nó sẽ có auto một chạm ở bên trái này. Đấy, bấm cái là xuống luôn. Và bên phải nhá, mình bấm một cái này. Mình bấm một cái nhá. Đấy, là nó xuống hết luôn. Đấy, quay này thì anh em có thể khó nhìn nhưng mà đây, mình lên nhá, là chỉ cần một phát thôi là lên. Đấy, rồi em quay đằng sau nhá, thì anh em nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi, mình bấm xuống này, xuống luôn. Bấm lên một phát này, lên luôn. Đấy, không phải kéo như ngày xưa nữa. Thì mình nghĩ là cái tính năng này sẽ đỡ mất cái thao tác mà chúng ta cứ phải giữ cái lên kính này. Thì bây giờ là một chạm hết. Đấy, nó rất là yên tâm. Nó như cái mà kính lái thôi. Ok. Thì nếu như anh em độ được cái chìa Smart Key thì càng tốt. Nhưng mà cái chìa Smart Key thì nó sẽ không có cái tính năng là lên xuống kính và gập gương như thế này. Đây, mình sẽ quay đến cái bộ sản phẩm cho anh em xem. Đây, cái quá trình lắp đặt thì mình để lại cái đường link bên dưới để cho anh em xem cái quá trình lắp đặt. Còn đây là cái sản phẩm mà mình vừa lắp xong. Đấy, toàn bộ cắm rắc 100% nên là không ảnh hưởng đến tính năng của xe. Còn anh em lắp đặt ấy, thì nếu như anh em mà tự về lắp thì nó sẽ mất đâu đấy khoảng tầm là 30 phút. Đấy, và anh em sẽ có một cái tẩu này, cần mượn một cái tẩu 7. Đấy, lục giác. Thì cái này thì để anh em tháo cái phần này thôi. Đấy, tháo cái phần này thôi. Rồi, ok. Đấy là cái quá trình mà cái bộ gập gương lên xuống kính nó sẽ làm được điều đấy. Thì anh em mà có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto. Cảm ơn anh em.